nhiều công trình giao thông kém chất lượng vẫn công khai tồn tại. Hàng nghìn hộ dân đang hoang mang kêu cứu vì ô nhiễm môi trường. Còn chính quyền các cấp thì phớt lờ luật, che mắt dư luận. Vậy ai chịu trách nhiệm? Sau các phóng sự đăng tải về những vấn đề nổi cộm Hà Tĩnh, giám sát công trình thừa nhận thi công sai thiết kế và kém chất lượng. Hà Tĩnh, trang trại lợn không phép, bức tử môi trường trên báo điện tử xây dựng gây bức xúc dư luận, chính quyền lại không vào cuộc. Thế nhưng, khi phóng viên đăng ký làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh để làm rõ các vấn đề nêu trên, thì các đơn vị này lại nhũng nhiễu, bắt buộc phóng viên phải đến trực tiếp đăng ký, sau đó mới sắp xếp buổi làm việc. Với trường hợp phóng viên ở ngoại tỉnh, và đây cũng là sự vụ nóng, thì quy định này còn đúng không? Giá như việc quản lý các dự án cũng được thực hiện chặt chẽ như việc đăng ký của phóng viên, thì người dân đã không phải hứng chịu cảnh môi trường bị bức tử, không có những công trình kém chất lượng. Điều đáng nói, sau gần 3 tháng đặt lịch làm việc, thì Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà lại im hơi lặng tiếng và từ chối cuộc gọi của phóng viên. Trao đổi với ông Đậu Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, thì việc yêu cầu của các đơn vị là quá cứng nhắc, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay, thì việc đăng ký không nhất thiết phải đến trực tiếp. Hiện đang ứng dụng số hóa, cải cách hành chính, đòi hỏi như vậy là đi ngược với chủ trương. Theo Điều 39 Luật Báo chí, thì cơ quan báo chí có quyền chất vấn người có thẩm quyền đối với các vấn đề sai phạm của tổ chức cá nhân công dân phản ánh đến báo chí. Điều 4 Nghị định số 46 ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình, thì các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng phải chịu trách nhiệm. Thế nhưng, với những công trình có giá trị hàng chục tỷ đồng tại huyện Lộc Hà được giám sát thừa nhận kém chất lượng, thi công sai thiết kế lại được chủ đầu tư cho êm xuôi. Đối với hành vi thi công sai thiết kế, thi công không đảm bảo chất lượng là hành vi vi phạm pháp luật. Theo Điều 360 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn với một trang trại chăn nuôi lợn không phép, nằm sát khu dân cư, có quy mô hàng chục hecta, hàng nghìn hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm môi trường suốt 2 năm qua là trái với luật chăn nuôi. Thế nhưng mãi gần đây, chính quyền mới có động thái đi kiểm tra, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ một hình thức xử phạt răn đe nào đối với doanh nghiệp vi phạm. Vậy chính quyền Hà Tĩnh đang ở đâu? Vì sao doanh nghiệp sai phạm vẫn ngang nhiên hoạt động? Phải chăng là có sự chống lưng? Vấn đề này, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh cần quyết liệt vào cuộc, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Người dân Hà Tĩnh đang trông chờ sự minh bạch để làm rõ các sai phạm, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân, trả lại sự công bằng, bình đẳng và môi trường đầu tư trong sạch.